Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa chính thức công bố trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và một đội tuyển đang xếp hạng 90 thế giới trên sân Thiên Trường. Chiều ngày 29 tháng 55, đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam do Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nam Định về kế hoạch tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria trên sân vận động Thiên Trường. Đây cũng sẽ lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam ra mắt khán giả thành Nam những cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam từng gây ấn tượng mạnh mẽ với bầu không khí lễ hội trên các khán đài sân Thiên Trường tại SEA Games 31 cũng như tại các trận đấu của đội nhà ở sân chơi V-League. Đội tuyển Syria hiện đứng hạng 90 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này cũng từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup năm 2022 khu vực châu Á như Việt Nam. Syria đã giành 6 điểm ở vòng loại này, với một thắng lợi trước Lebanon cùng 3 lần cầm hòa các đối thủ Iraq 2 lần và UAE. Syria cũng cho thấy sự khó chịu khi chỉ thua sát nút trước các đội dự World Cup như Iran, Hàn Quốc tại lượt đi của vòng loại khi đó, dẫn dắt Syria là huấn luyện viên nổi tiếng Hector Capper. Vị chiến lược gia 65 tuổi này từng dẫn dắt các câu lạc bộ châu Âu nổi tiếng trong quá khứ như Valencia, Inter Milan, Real Betis hay Parma. Gần đây, ông từng dẫn dắt Ai Cập, Uzbekistan, Congo trước khi huấn luyện Syria. Trong lực lượng, Syria sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Một số gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu như Abdul Vai, Oliver Cavo, Amar Ramadan, Simon Amin. Tại vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Syria cũng nằm trong nhóm hạt giống số 3 cùng với đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển Bahrain, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.